Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Thì hôm nay mình đi vườn, mình đến nhà vườn của anh Tý, có một lô bông trang của anh chị em, gồm có rất là nhiều dòng ha, gồm có thái đỏ, thái vàng và tím sen. Muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị. Hôm nay mỗi loại nó có hai size nha quý cô chú anh chị em. Rồi, em chào anh. Dạ, dạ anh ấy. Thì hôm nay em tên Tý, mến chào quý bà con cô bác trong hộ mẫu đơn ha. Thì hôm nay nhà vườn em có một cái lô trang vàng với thái đỏ đang bông, muốn giao lưu với quý cô bác và anh chị em gần xa nha. Sỉ và lẻ luôn ha. Dạ. Rồi mình đo một cây đại diện mỗi mẫu luôn đi anh ơi. Dạ. Đầu tiên mình vô cây vàng đây đi. Dạ. Đang full bông tàn tròn của anh chị em. Dạ, tàn tròn. Giờ mình đo cái chiều cao tán ngang ha. Dạ, cái chiều cao trước đi ha. Chiều cao là 90 đi. Dao động 90. Dạ. Mình lấy cái chẳng của anh chị em. Dạ, 90 đi. Nó hơn. Tán ngang là 60. Rồi, tán ngang 60, cái tàn nó tròn xe, nó đang full bông. Dạ. Cây một cốt. Rồi, mình đo hoành luôn anh ơi. Dạ. Cây này già nha quý anh chị em. Đây. Trời ơi. Hoành 13 ha. Dạ, hoành 13. Này 13 nó thấm có hơn một tấc. 13 có hơn là 14 nè. Ồ, cây nó tròn xe. Dạ. Cái này là cái size lớn của form tròn nha quý anh chị em. Dạ. Mình xem mình lựa chọn nha. Đây, nó có cây này, nó có cái nhánh này nó lên màu cam, nó đột biến nè. Dạ, rồi vậy? Cái size vàng tàn tròn size lớn này là mình cho giá luôn anh ơi. Mỗi dạ. Cây bao phí ship. Dạ, thì cây tàn tròn size lớn này một cây bao phí ship là em giao lưu là 350, còn nếu một cặp là em giao lưu là 300 em bao phí ship. Còn một cây là 350 em bao phí ship. Cây là bao phí ship là 350.000, còn quý anh chị em nào lấy một cặp đồng trạng vậy là mình còn lại 600 mình bao phí ship ha. Dạ. Ưu tiên cho lấy số lượng của anh chị em. Dạ. Còn quý anh chị em nào cái lô này mình cũng xin nói trước luôn là lấy sỉ tới vườn hay là hoặc lấy sỉ từ 10 cây 20 cây thì cứ liên hệ trực tiếp, rồi mình đi tới cái size tàn thông đi anh. Dạ. Rồi, cây vàng tàn thông đi. Mình dạ. Sẽ đi từ loại hết nha quý anh chị em. Chiều cao là 120. 1m2. Dạ. Tán ngang là 70 anh. Đàn full bông của anh chị em mình thấy dạ. Tán ngang 70. Quanh 13, dạ, hơn 13 mà tính 13 của anh chị em. Dạ, quanh gốc hơn 13 nhưng mà tính 13 thôi. Là size lớn nha. Đây, dạ. Hai cây này một cặp sát bên luôn, tàn thông. Dạ. Rồi, giá của cây vàng tàn thông size lớn luôn anh ơi. Dạ, thì vàng tàn thông size lớn này thì em cũng giao lưu một cây thì 350, một cặp thì 600 em bao ship. Rồi. Dạ. Đó. Và mình sẽ bước qua mình đi tới cái lô thái đỏ đi. Và có những cây gớt lại nữa, mình sẵn đây mình đi vàng luôn đi anh ơi. Yeah. Những cây gớt lại của vàng nó có cái size nhỏ hơn tí đó, thì quý anh chị em mình tình tùy theo lựa chọn ha, mình đi dài yeah. Vô trong hay sao? Dạ, vô trong luôn đi anh. Đó, lấy cây vàng trước kìa quý anh chị em, mình thấy cái form tàn của nó rất là đẹp luôn. Mình lấy cái cây nhỏ, cây vàng size nhỏ này đi anh thấy. Quá trời bông. Nó cũng 80 ha. Đây, như yeah. Bên đây là size lớn và size gớt lại thì nó cũng na ná 80. Thì chiều cao của nó là 72. Rồi, 72, dạ. Kể như 70. Tán ngang là 56. Cây vẫn là một cốt nha quý anh chị em. Dạ, cây một cốt. Dạ, quanh gốc là 11 ạ. Thì cái size nhỏ là quanh từ 11, 10, 11 quý anh chị em. Xe lớn là từ 12, 13, có khi 14 nữa, nhưng mà tỷ lệ 14 thì chắc ít. Rồi cái xe nhỏ của cái vàng này, tàn tròn này giá luôn anh ơi. Dạ, xe nhỏ vàng này thì em bán một cặp là 500, em bao ship. Còn một cây là, dạ một cây là 300, em bao ship ạ. Rồi. Rồi, tiếp theo mình đi tới đỏ đi, đỏ thì nó full bông rồi. Dạ. Quá trời luôn. Cực kỳ ha. Dạ. Rất bông hết trơn. Quá bông. Mình tới cái cây đỏ này, mình đo cái cây đỏ của size nhỏ này anh ơi. Dạ. Này là quý anh chị em mình cứ về khi mà nó lên bông ha, nó phủ kính vậy nè. Và quý anh chị em mình cứ con những cái đọt này nè, nó tàn nó tròn quay luôn.
Nhìn là thấy bông không luôn á. Rồi mình đo luôn anh, tại những cái tược đó nó sung quá, nó phượt. Dạ. Dạ, chiều cao là 65 ạ. Cái này đồng trạng với size của cây vàng hồi nãy nè. Dạ dạ đúng rồi, nó cỡ cái trạng đó. Tán ngang là 55 ạ. Rồi. Tán ngang 55. Mình gốc nó chín à này. Chín thái đỏ này thì 90. Dao động 90 ha. Dạ. Rồi thái đỏ này mỗi một cây size nhỏ này giá luôn anh ơi. Thì thái đỏ size nhỏ thì em giao luôn một cây là 250 em bao ship. Còn hai cây là 400 em bao ship là size nhỏ thái đỏ. Quý anh chị mình có thể lấy một cây đỏ, một cây vàng tùy theo lựa chọn nha. Dạ. Rồi tới cái size lớn của thái đỏ tàn thông. Bên kia thì nó nhỉnh hơn nè. Anh chị em thấy tàn rất đặc bông, không thấy lá luôn. Mình đi dài tới đây nè, có cây đằng kia thái đỏ nó size lớn, mình đo đại diện cho quý bà con mình xem tham khảo nè. Đây thái vàng cái size lớn nè. Vườn hôm nay nó full bông gực cỡ hết trơn. Cái cho anh ta. Cái tới thái đỏ, mình giờ mình đi bển đi ha. Qua bển đi. Qua bển đi. Đi. Tại vườn nó rất là nhiều, anh chị em mình thấy đây. Dạ. Múc ở ngoài kia, bên kia thì nó đang rực hơn. Quý anh chị em mình có thể liên hệ trực tiếp để mình đến vườn mình có cái giá sỉ thì mình liên hệ trực tiếp với anh Tý nha. Tại vì đây là giá mình báo mỗi cây là gồm công bứng nè, rồi đem về mình bao phí nữa, nên cái giá nó sẽ khác hơn so với sỉ. Sỉ quý anh chị em mình lấy đỏ vàng gì đó, 10 cây 20 cây thì cứ liên hệ nha. Quá trời luôn, nó phun bông. Anh qua đây này. Cái này nói chung là lớn hơn trong vườn nha quý anh chị em. Cái này. Dạ. Lấy cây kia đi. Đặc biệt cái lô vàng thì nó đều. Cái này đi thấy. Cái này đẹp, bông đẹp nè. Rồi anh đo luôn anh. Này là đỏ tàn thông nha quý anh chị em. Đỏ tàn thông chiều cao là 116 ạ. Quý anh chị em mình xem clip chốt cây thì nhớ cái giá tiền nha, mỗi size nha. 8.056. Tính 55 này ha. 55 đi anh. 5 tấc rưỡi. 55 đi. Quanh gốc là 10.5 giờ tính 10 thôi đi. Rồi từ 10 trở lên ha. Dạ 10 trở lên, 10 trở lên hết. Quá phơm tàn. Rồi tàn thông thái đỏ này mình giá luôn anh ơi. Dạ tàn thông thái đỏ này thì cây lớn này em giao lưu nếu một cây lẻ thì 300.000 bao ship. Còn một cặp là em giao lưu là 500.000 em bao ship. Rồi mình giảm dạ. Giá cho quý anh chị em mình lấy một cặp ha. Dạ. Ở đây nó có những cái cây tàn tròn luôn nha quý anh chị em. Dạ thái đỏ tàn tròn có, tàn thông có. Tại vì những cái tược này là nó phượt á. Dạ. Quý anh chị em mình cứ về đưa cái kéo vô mình cơi tròn lại là nó không thấy cái lá luôn. Dạ. Thì cái form tàn tròn và tàn thông này cái thông số thì cái hoành nó cũng như nhau thôi quý anh chị em ơi. Đó. Rồi cây sau lưng của anh cây thái đỏ nó giót đọt kìa. Dạ. Và đặc biệt cái lô thái vàng thì nó nhỉnh hơn ha. Dạ. Đây tàn tròn này. Vườn của anh đa số là những cây lớn nhỏ gì đều cũng phun bông hết trơn quý anh chị em. Dạ đang phun bông. Đây mình đi tổng thể hết cho quý anh chị em mình thấy nha. Đây thái đỏ cái phơm tàn nè, nó tròn như trái banh luôn. Có những cái đọt phượt nó tốt quá. Hết tổng số hai bờ này thái đỏ thái vàng luôn tầm khoảng nhiêu gốc anh? Dạ tầm khoảng 500 gốc anh. 500 gốc quý anh chị em mình lấy sỉ thì rất là dễ rồi. Mình có thể nhiều phương hướng mình lựa chọn nè. Đó tàn. Cây phải nó xanh mướt quý anh chị em. Rồi mình sẽ đi qua có một số tím sen lá nhỏ quý anh chị em ơi. Đó, quý anh chị em mình thấy à, nãy giờ mình báo giá từng loại nha. Thì thái đỏ, thái vàng đều có hai size hết, tàn thông, tàn nón. Quý anh chị em nào lấy loại nào thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Tý nha. Đó. Cây này nè, không thấy cái lá luôn ha. Quá bồng. Dạ. Yeah. Đó, thì quý anh chị em mình thấy khi mà cái thái nè, dòng lá nhỏ này quý anh chị em mình thuần chậu mình về mình nuôi á, hoặc là mình trồng xuống đất mình xiên con một chút ha.
thì nó sẽ đặc tàn và nó sẽ dày thôi. Nhớ là những cái hàng nóng thì quý anh chị em mình mua về thì mình để trong mát tầm khoảng 10 tới 15 ngày nha. Mình tưới kích rễ vô một lần rồi là mình không tưới nữa nha quý anh chị em. Tới khi mà cây nó khỏe mình sẽ tưới lá gai nữa nha. Trang mà ở trên chậu thì quý anh chị em mình thuần mà nó dư nước là nó sẽ chết nha, bị thối rễ á. Mình phải đảm bảo cái độ ẩm nó vừa thôi. Và tiếp theo là cái mẫu tím sen lá nhỏ luôn anh chị em. Vườn của anh thì cây có tí tẻn mà nó lên hoa coi nè. Rồi mình đo luôn anh ơi. Cây tím sen lá nhỏ tàn tròn nha. Cây lá xanh mướt. Tím sen lá nhỏ chiều cao là 85. Tán ngang 75 ạ, tán ngang lớn á. Mà về quý anh chị em mình chỉ sợt những cái nhánh này thôi là cái tàn nó sẽ siêu mịn lại. Rồi cái hoành luôn anh ơi. Cây lá xanh đen và đặc tàn. Này thấp thân khoảng 5 cm quý anh chị. Không có cây này, có cây này hơi thấp ha. Rồi, nhiều nó cao lắm. Mình này 14 ha. Dạ gần 15 anh. Tính 14 đi. Dạ dạ 14. Tàn thì siêu đặc luôn quý anh chị em. Tàn rất là đặc. Rồi mình sẽ đi lại cái cây tàn nón đi. Rồi mình sẽ báo giá luôn quý anh chị em. Có những cây tàn thông nó giót đọt luôn. Vườn cái lô tím sen này thì anh mới con nên là tính không có lên máy, nhưng mà sẵn đây thì thôi báo giá cho quý cô chú anh chị em mình nếu như yêu thích thì có thể liên hệ luôn. Đây cây tàn nón nè. Dạ. Tàn nón trước đi. Này giờ lá đậm vậy là quý anh chị em mình bứng là vừa nè. Dạ. Lá đậm này là bứng ngon lành luôn. Dạ. Tàn nón này là chiều cao 94 ạ. Kể như 90. 90 đi. Tính trừ hao hết quý anh chị em. Dạ. Tán ngang là 75 ạ. Tàn siêu đặc luôn. Dạ. Lá xanh đen. Rồi cái hoành luôn anh ơi. Hoành này 14 đi. Dạ, hoành gốc là 14 ạ. Ồ, cái đánh nó đặc nè. Rồi, cái lô tím sen này mình cho giá luôn anh ơi. Dạ. Em cho cái giá tím sen tàn nón này là một cây em bao ship là 450. Còn nếu mua một cặp là 800 em bao ship ạ. Rồi, mình vẫn giảm giá hai cây cho quý cô chú anh chị mình lấy đơn một cặp ha. Dạ. Ồ, trong vườn có mấy cây vàng hường lọt xanh nó lên bông form tròn xe. Vàng hường lọt xanh bông đậm à. Đây, cái tàn này. Rất là đẹp. Thì chào quý cô chú anh chị ha. Thì nãy giờ em cũng có giao lưu một số vàng với đỏ với tím sen. Thì cũng báo giá từng loại hết cho quý cô chú anh chị đó. Thì nếu anh cô chú anh chị nào có cần mua giá sỉ thì cứ liên hệ số điện thoại của em sẽ cho cái giá tốt nhất cho quý cô chú anh chị ạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem clip nha. Rồi. Thì cái lô hôm nay phải nói là rất là tuyệt vời quý anh chị em, full bông và đủ màu sắc ha cho quý cô chú anh chị em mình lựa chọn ha. Thì cũng đưa cái thông tin và cái thông số cho quý cô chú anh chị em mình xem rõ nhất nha. Nếu như có chi tiết gì thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo của anh Tý ha, mình sẽ để trên màn hình. Mong được phục vụ cho quý cô chú anh chị em mình lô này ha, rất là đẹp quý anh chị em. Rồi Pháp Thái Vi chân thành cảm ơn, kính chúc quý cô chú anh chị em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo nha.